Người Nga chỉ đích danh Mỹ giật dây Campuchia rút lui khỏi CLV. Việt Nam hết sức cẩn trọng. Chào mừng các bạn đến với kênh Netizen React. Các bạn thân mến, gần đây một sự kiện chấn động đã khiến dư luận quốc tế không ngừng xôn xao. Campuchia bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi dự án tam giác phát triển CLV Campuchia, Lào, Việt Nam. Quyết định này đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều và đồn đoán về nguyên nhân thực sự đằng sau, đặc biệt khi liên quan đến những quốc gia lớn như Mỹ và Trung Quốc. Nhiều người cho rằng Mỹ đứng sau giật dây khiến Campuchia phải đưa ra quyết định này nhằm tăng cường ảnh hưởng và đối đầu với Trung Quốc trong khu vực. Vậy, điều gì thực sự đã diễn ra? Vào tháng 10 năm 2024, một tuyên bố chấn động từ Chủ tịch Thượng viện Campuchia, ông Hun Sen, đã làm dậy sóng dư luận. Campuchia chính thức rút lui khỏi dự án tam giác phát triển CLV, một cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng với Việt Nam và Lào. Quyết định này ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới quan sát, đồng thời làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng động thái này không hoàn toàn xuất phát từ quyền lợi quốc gia mà phản ánh áp lực từ các đảng phái đối lập trong nước và sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài. Việc Campuchia rút lui được đánh giá là một bước đi nhượng bộ trước sức ép chính trị hơn là quyết định tự chủ của chính quyền Hun Sen. Theo nhiều nhà phân tích, hai cường quốc lớn là Mỹ và Trung Quốc được coi là những tác nhân chủ chốt đằng sau quyết định này. Cuộc đối đầu giữa hai quốc gia này trong cuộc chiến giành ảnh hưởng không chỉ diễn ra ở khu vực lớn như Trung Đông hay châu Âu mà đã lan rộng đến khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, nơi họ đều có những lợi ích chiến lược rõ rệt. Mỹ từ lâu đã thể hiện sự không hài lòng trước mối quan hệ chặt chẽ giữa Campuchia và Trung Quốc, nhất là khi Trung Quốc ngày càng có dấu ấn mạnh mẽ thông qua các dự án đầu tư và quân sự. Trong bối cảnh đó, Campuchia trở thành điểm nóng của sự tranh giành quyền lực, khiến quyết định rút khỏi CLV trở thành một mắt xích quan trọng trong cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường. Điều này không chỉ tạo áp lực lên chính quyền Campuchia mà còn làm dấy lên câu hỏi về tương lai của quan hệ giữa các nước đồng dương và những tác động đối với khu vực Đông Nam Á. Quan hệ giữa Campuchia và Mỹ đã suy giảm nghiêm trọng trong những năm gần đây, đặc biệt sau sự kiện Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia bị giải tán vào năm 2017. Lãnh đạo của đảng này, ông Kep Stokha, bị bắt giữ với các buộc phản quốc và điều này đã châm ngòi cho một loạt các biện pháp cấm vận từ phía Mỹ. Washington ngay lập tức lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Thủ tướng Hun Sen, cho rằng Campuchia đang ngày càng xa rời các giá trị dân chủ và nhân quyền. Những động thái này không chỉ tạo ra căng thẳng giữa hai quốc gia mà còn khiến Campuchia ngày càng ngả về phía Trung Quốc, một đối tác chiến lược quan trọng trong khu vực. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, Mỹ không dễ dàng từ bỏ tham vọng kiểm soát tình hình ở Campuchia. Bằng chứng là dù mối quan hệ đã trở nên căng thẳng, Mỹ vẫn liên tục tìm cách lôi kéo Campuchia trở lại quỹ đạo của mình, đặc biệt là thông qua các hoạt động chính trị và kinh tế. Việc Campuchia bất ngờ tuyên bố rút khỏi dự án hợp tác phát triển CLV Campuchia, Lào, Việt Nam có thể là một biểu hiện của áp lực này. Nhiều phân tích cho rằng Mỹ đã sử dụng các biện pháp tác động nhằm làm suy yếu mối quan hệ khăng khít giữa Campuchia và Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ trong khu vực. Bằng cách gây áp lực lên chính quyền ông Hun Sen, Mỹ muốn phá vỡ tầm ảnh hưởng mà Trung Quốc đã xây dựng tại Campuchia thông qua các dự án đầu tư và sự hợp tác về quân sự. Quyết định rút lui khỏi CLV của Campuchia có thể được coi là một phần trong kế hoạch của Mỹ nhằm làm giảm sự gắn kết giữa Phnom Penh và Bắc Kinh. Điều này không chỉ khiến Mỹ có thể dễ dàng thúc đẩy lợi ích của mình trong khu vực mà còn tạo ra thế đối đầu với Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Vì phía Trung Quốc từ lâu đã thiết lập một mối quan hệ đặc biệt với Campuchia, không chỉ về mặt kinh tế mà còn về quân sự. Sự hiện diện của Trung Quốc tại Campuchia ngày càng rõ nét thông qua hàng loạt dự án đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng và sự can thiệp vào lĩnh vực quốc phòng. Một ví dụ điển hình là việc cải tạo quân cảng Rim, một căn cứ quân sự quan trọng nằm gần Biển Đông. Quân cảng này được coi là chiến lược không chỉ đối với Campuchia mà còn đối với Trung Quốc trong việc kiểm soát các tuyến đường biển khu vực và khẳng định ảnh hưởng của mình tại Đông Nam Á. Điều này giúp chính quyền Campuchia nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Bắc Kinh, nhất là trong bối cảnh mối quan hệ giữa Campuchia và Mỹ ngày càng căng thẳng. Dù Trung Quốc hiện tại đóng vai trò quan trọng cho việc hỗ trợ phát triển Campuchia, không thể quên rằng Bắc Kinh từng có mối liên hệ mật thiết với chế độ Khmer Đỏ trong thập niên 70 và 80. Giai đoạn này được ghi nhận là một thời kỳ đen tối trong lịch sử Campuchia, khi chính quyền diệt chủng Khmer Đỏ thực hiện những hành động tàn bạo nhằm loại bỏ hàng triệu người dân nước này. Đặc biệt, chế độ Khmer Đỏ nổi tiếng với tư tưởng chống Việt Nam cực đoan, dẫn đến hàng loạt cuộc tấn công đẫm máu vào biên giới Tây Nam Việt Nam, gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho người dân và đất nước Việt Nam. Điều này để lại dấu ấn sâu đậm làm cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia luôn ở trong trạng thái nhạy cảm. Sự phụ thuộc ngày càng lớn của Campuchia vào Trung Quốc, cả về kinh tế lẫn quân sự, đã khiến Việt Nam đặc biệt quan ngại. Trung Quốc không chỉ là đối tác thương mại chính của Campuchia mà còn là người bảo trợ chính trị. Điều này tạo ra sự bất ổn tiềm tàng trong mối quan hệ giữa ba quốc gia đồng dương, đặc biệt khi Campuchia dần lệ thuộc vào Trung Quốc để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Trong bối cảnh Campuchia ngày càng ngả về phía Trung Quốc, Mỹ không ngừng tìm cách tác động đến tình hình chính trị trong nước bằng cách hậu thuẫn các phe phái đối lập, nổi bật nhất là Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia. Đảng này do Sam Rainsy và Kem Stokha lãnh đạo từng nhiều lần công khai chỉ trích Thủ tướng Hun Sen, gọi ông là bù nhìn của Việt Nam và cáo buộc chính quyền của ông phụ thuộc quá mức vào Hà Nội. Những tuyên bố đầy tính kích động này không chỉ làm dấy lên làn sóng bài xích Việt Nam trong xã hội Campuchia mà còn tạo ra sự phân hóa sâu sắc trong lòng quốc gia này. Sam Rainsy, một trong những lãnh đạo nổi bật của Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia, đã từng đưa ra những phát ngôn mạnh mẽ về việc Việt Nam xâm lược Campuchia. Ông khẳng định rằng nếu Campuchia không hành động ngay, đất nước sẽ sớm trở thành một tỉnh của Việt Nam trong vài năm tới. Những lời lẽ mang tính chất cực đoan này đã khuấy động tư tưởng dân tộc chủ nghĩa và làm lan rộng những thuyết âm mưu về việc Việt Nam đang âm thầm thâu tóm Campuchia. Điều này không chỉ gây ra sự hoài nghi và bất ổn trong nước mà còn khiến quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam trở nên căng thẳng hơn. Chính từ những phát ngôn và hành động như vậy, Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia đã thu hút sự chú ý và ủng hộ từ các thế lực bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ. Washington xem Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia như một công cụ để tạo áp lực lên chính quyền Hun Sen và làm suy yếu mối quan hệ Campuchia-Trung Quốc. Việc Mỹ can thiệp thông qua Đảng Cứu Nguy Dân Tộc không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ các phong trào đối lập mà còn thể hiện rõ tham vọng kiểm soát chính trị tại Campuchia bằng cách dựng nên một chính quyền thân phương Tây. Cũng giống như Ukraine đang bị chính Mỹ giật dây làm con rối của riêng mình, thì Nga đã nhận ra mưu đồ của Mỹ ngay lập tức và họ đã lên tiếng chỉ trích thủ đoạn này của Mỹ. Điều này có thể ảnh hưởng đến nhiều quốc gia xung quanh, đặc biệt là Việt Nam. Vậy cụ thể họ đã nói những gì? Mời các bạn cùng mình điểm qua phần bình luận dưới đây nha. Rõ ràng Mỹ đang tìm cách can thiệp vào khu vực Đông Nam Á. Việc sử dụng các đảng phái đối lập ở Campuchia chỉ là một phần trong chiến lược lớn hơn của họ nhằm kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc. Việt Nam cần phải hết sức cẩn trọng và kiên định với đường lối độc lập của mình. Campuchia từ lâu đã phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc về kinh tế và quân sự, nhưng rõ ràng Mỹ cũng không thể dễ bỏ qua khu vực này. Tôi nghĩ rằng việc Campuchia rút lui khỏi CLV có sự can thiệp từ Mỹ là điều không có bất ngờ. Mỹ và Trung Quốc đang đấu đá nhau trên nhiều mặt trận và Đông Nam Á là một trong những điểm nóng. Quyết định của Campuchia có thể chỉ là khởi đầu cho những biến động lớn hơn trong khu vực. Việt Nam cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và không thể bị cuốn vào các cuộc xung đột này. Có vẻ có lý do khi cho rằng Mỹ đứng sau giật dây. Cứ nhìn vào cách Mỹ hỗ trợ các đảng đối lập tại Campuchia, đặc biệt là những tuyên bố chống Việt Nam từ phía Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia, thì cũng đủ thấy họ đang cố gắng phá hoại sự ổn định trong khu vực. Sự can thiệp của Mỹ vào Campuchia nếu có chỉ khiến tình hình thêm phức tạp. Việt Nam cần giữ vững lập trường độc lập, không nghiêng về bất kỳ bên nào, đồng thời luôn sẵn sàng ứng phó trước những thay đổi trong khu vực. Việc Campuchia rút lui khỏi CLV có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang phải đối mặt với áp lực lớn từ bên ngoài. Cả Mỹ và Trung Quốc đều có lợi ích riêng tại đây. Và tôi lo ngại rằng Campuchia có thể bị mắc kẹt trong cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các siêu cường. Không chỉ riêng Campuchia mà cả khu vực Đông Nam Á cũng đang trở thành chiến trường cho sự tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc. Việc Việt Nam cẩn trọng là điều cần thiết để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Tôi nghĩ rằng Việt Nam và Lào cần có một chiến lược mới để giữ mối quan hệ hợp tác khi Campuchia đã rút lui khỏi CLV. Mỹ và Trung Quốc đều muốn kiểm soát khu vực, nhưng chúng ta cần duy trì tính tự chủ và không để bị lôi kéo. Trên đây là những bình luận của cộng đồng mạng người Nga, còn bạn thấy nhận định này của người Nga như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nha! Trên thực tế thì một sự kiện đáng chú ý xảy ra vào tháng 8 năm 2024 là cuộc biểu tình chống Việt Nam tại Phnom Penh. Điều đặc biệt ở đây là cuộc biểu tình này không xuất phát từ người dân Campuchia mà lại do các nhóm người Campuchia ở nước ngoài tổ chức với sự hỗ trợ ngầm từ Mỹ. Các nhà hoạt động nhân quyền và tổ chức phi chính phủ tại Mỹ đã liên tục vận động tổ chức cuộc biểu tình và chiến dịch nhằm chống lại chính quyền Campuchia và chính sách hợp tác với Việt Nam. Việc Mỹ hậu thuẫn cho các nhóm đối lập này nhằm mục đích không chỉ làm suy yếu chính quyền hiện tại của Hun Sen mà còn để ngăn chặn sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Một chính quyền Campuchia thân Mỹ sẽ có lợi cho chiến lược dài hạn của Mỹ trong việc kiểm soát khu vực Đông Nam Á và Biển Đông. Trước những diễn biến phức tạp này, Việt Nam không thể lơ là. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia vốn dĩ đã có nhiều thăng trầm trong lịch sử và việc Campuchia rút lui khỏi CLV có thể là một dấu hiệu cho thấy những áp lực từ bên ngoài đang tác động mạnh mẽ lên quyết định của quốc gia này. Việt Nam cũng không thể bỏ qua sự can thiệp của Mỹ. Trong khi hai quốc gia đã từng có một quá khứ chiến tranh căng thẳng, hiện tại mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang dần được cải thiện, đặc biệt sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí vào năm 2016. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Mỹ đã hoàn toàn tha thứ cho Việt Nam. Sự hiện diện của Mỹ trong khu vực và chiến lược sử dụng con bài dân chủ nhân quyền vẫn là một nguy cơ tiềm ẩn đối với ổn định chính trị của Việt Nam.
Những bài học từ Campuchia cho thấy rằng Việt Nam cần phải luôn cảnh giác trước các động thái chính trị từ bên ngoài, đặc biệt là các thế lực muốn lợi dụng các vấn đề nội bộ như dân chủ, nhân quyền để can thiệp và gây ảnh hưởng. Thứ hai, việc nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài dân chủ, nhân quyền là vô cùng quan trọng. Những bài học từ Campuchia cho thấy rằng các tổ chức và nhóm đối lập có thể lợi dụng những luận điệu này để gây ra sự bất ổn trong nước, làm suy yếu chính quyền. Việt Nam cần tiếp tục duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền quốc gia trước các thách thức từ bên ngoài. Cuối cùng, điều quan trọng nhất đối với Việt Nam là phải luôn duy trì sự cảnh giác và tỉnh táo trước những biến động chính trị trong khu vực và quốc tế. Sự cạnh tranh giữa các cường quốc như Mỹ và Trung Quốc không chỉ giới hạn trong các khu vực lớn mà còn lan rộng đến các quốc gia Đông Nam Á như Campuchia và Việt Nam. Việt Nam đã và đang làm rất tốt trong việc bảo vệ chủ quyền và ổn định chính trị, nhưng không thể chủ quan. Việc tiếp tục xây dựng mối quan hệ quốc tế bền vững và kiên định với chính sách đối ngoại độc lập sẽ giúp Việt Nam đứng vững trước các thách thức của thời đại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện này trên kênh Netizen React. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những tin tức nóng hổi và bình luận thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.